trọng tài Simon Hooper, trợ lý video Michael Sambury và trợ lý VAR Richard West đã bị tước quyền làm nhiệm vụ ngay sau trận mở màn Premier League giữa MU và Wolves. MU đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Wolves ở vòng 1 Premier League nhờ bàn thắng ở hiệp 2 của trung vệ Raphael Varane. Điều đáng nói là Quỷ Đỏ may mắn thoát khỏi một quả phạt đền ở phút bù giờ của trận đấu khi thủ thành Andre Onana đã phạm lỗi với Sasa Kalajic trong vòng cấm. Pha cứu bóng quyết liệt của thủ thành Andre Onana giúp MU giữ vững kết quả 1-0 và giành trọn 3 điểm ở trận ra quân với Wolves. Các pha quay lại cho thấy rõ ràng rằng Onana trong trận ra mắt ở Premier League đã đấm không trúng bóng khi cố gắng cản phá quả tạt của Pedro Neto bên cánh phải. Thay vào đó, thủ thành người Cameroon đấm trúng tiền đạo Wolves. Trọng tài Simon Hooper đã gạt đi những phản đối trên sân. Trước khi trọng tài Stokely Park kiểm tra bằng công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR, tuy nhiên, thay vì yêu cầu Hooper xem lại vụ việc trên màn hình trên sân, quyết định ban đầu của trọng tài người Anh vẫn được giữ nguyên, khiến huấn luyện viên của Wolves là Gary O'Neill vô cùng thất vọng. Huấn luyện viên Gary O'Neill phải nhận thẻ vàng ở ngoài đường biên sau khi phản ứng với quyết định của trọng tài Simon. Phát biểu ngay sau trận thua, O'Neill cho biết ông John Moss, trưởng ban trọng tài Premier League đã thừa nhận rằng lẽ ra Wolves phải được hưởng một quả phạt đền trong tình huống phạm lỗi của Onana. Chúng tôi vừa nói chuyện với John Moss và ông ấy đã thẳng thắn xin lỗi và nói rằng đó là một quả phạt đền quá rõ ràng, cần phải được quyết định nhanh chóng từ trọng tài điều khiển trận đấu, huấn luyện viên O'Neill chia sẻ. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, cả ba trọng tài điều khiển trận đấu giữa MU và Wolves đã bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở các trận cầu đỉnh cao vào cuối tuần này.